gì gặp ba sao? Dạ không có chuyện gì, con không sao đâu. Con xin lỗi. Tám tháng nha. Cái này là tật chiếc từ 8 tháng đó. Gì hả con? Vậy hả? Em bị sao vậy? Ai đã gặp em? Có chuyện gì xảy ra vậy? Em đứng dậy đi. Bị sao vậy? Giỏi không? Hôm nay là ngày em được tốt nghiệp mà. Em không có tới trường để dự lễ tốt nghiệp. Ấy, ai, Abby được giỏi nha. Vậy là cuối cùng em không thể đến trường được. Tại vì chị của anh không. À, để mà giúp con đi lại nha. Phải xe qua, quay xe qua. Quay xe qua, quay xe qua. Em. Đứng lên, rồi đứng lên. Rồi đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Đi lên, đi lên, đi lên, lên đi tiếp. Bây giờ muốn về nhà, anh cho em xin. Anh đâu có chở em đi ăn tối đâu. Nếu không, thì mình đang đi đâu? Từ từ thôi. Đi chưa? Em chỉ đứng ra đây. Mặc kệ, mặc kệ. Ai đi gì hay giỏi với ta? Ai đi giỏi với ta? Bây giờ đi tay không, không tiếc sao? Vô làm lễ tốt nghiệp chỉ hai chúng ta. Chị ơi, chị ơi, ai cười?